Thời báo xin trân trọng kính chào quý khán giả đến với chuyên mục tin tức tổng hợp trong tuần ở Canada và tin vắn vào ngày 12 tháng 1 năm 2022 do Thời báo Newspaper thực hiện, tờ báo lớn nhất trong cộng đồng người Việt ở Canada. Chương trình tin tức được phát sóng hàng tuần trên kênh YouTube Thời báo Media, cập nhật những tin tức nhanh và uy tín nhất ở Canada và tình hình trên thế giới. Để bắt đầu tin tức ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh và nhấn nút chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức đặc biệt và nổi bật ở Canada và trên thế giới. Sau đây, kính mời quý vị đón xem một số tin tức nổi bật vào ngày hôm nay. Tin Canada, ông Trudeau, đất nước đang nhìn về mùa xuân tươi đẹp hơn. Một mình thu nhặt hơn 50.000 khẩu trang vứt bừa bãi. Ontario áp dụng giá điện ngoài giờ cao điểm cho cả ngày. Vì sao CDC khuyến cáo cư dân Mỹ không nên du lịch qua Canada? Biểu tình chống giới nghiêm và bắt buộc tiêm chủng. Lực sĩ Nam Nguyễn bị nhiễm Covid trước cuộc tranh tài vô địch trượt băng nghệ thuật Canada. Tin vắn. Biến thể lai giữa Delta và Omicron là thật hay không? Giới chức Moderna, liều vaccine thứ tư sẽ cần đến trong mùa thu này. Ông Trudeau, đất nước đang nhìn về mùa xuân tươi đẹp hơn. Chính phủ liên bang tuần qua đã thông báo, tính đến cuối tháng này, sẽ có đủ liều vaccine COVID-19 cho tất cả trẻ em đủ điều kiện, và thêm 140 triệu bộ xét nghiệm nhanh sẽ được chuyển đến các tỉnh bang và vùng lãnh thổ. Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng chính phủ liên bang sẽ thực hiện gấp 4 lần yêu cầu của tháng 12 từ các tỉnh bang và vùng lãnh thổ là 35 triệu bộ xét nghiệm nhanh. 140 triệu bộ xét nghiệm nhanh sắp tới đủ để mỗi người dân có một xét nghiệm nhanh mỗi tuần trong một tháng nếu cần thiết. Chúng sẽ được chia ra ở từng tỉnh bang và vùng lãnh thổ trên căn bản trung bình đầu người. Trả lời những câu hỏi về việc tại sao chính phủ tiếp tục phân phối các bộ xét nghiệm nhanh này cho tỉnh bang thay vì gửi trực tiếp đến các gia đình, thì ông Trudeau cho biết các thủ hiến sẽ quyết định cách phân phối các dụng cụ đó trong phạm vi quyền hạn của họ. Ông nói, chúng tôi hy vọng các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ phân phối các xét nghiệm nhanh này mà chúng tôi đang mua hàng triệu bộ cho người dân để giúp chúng ta vượt qua làn sóng Omicron tốt nhất có thể. Trong bản cập nhật tài chính vào tháng 12 năm 2021, chính phủ liên bang đã dành 1,7 tỷ đô la để mua các bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh khi có sự xuất hiện của biến thể Omicron. Ông Trudeau cũng xác nhận rằng hiện có đủ vaccine COVID-19 ở Canada cho tất cả những người trưởng thành đủ điều kiện nhận liều lượng đầu tiên, thứ hai hoặc liều tăng cường. Thủ tướng cũng nói, về vaccine và liều tăng cường, chúng tôi hiện có đủ vaccine cho tất cả mọi người. Ông cũng kêu gọi, nếu bạn chưa tiêm chủng vì bất kỳ lý do gì, hãy biết rằng có sẵn vaccine đang chờ bạn tại hiệu thuốc gần nhà hoặc trung tâm y tế địa phương của bạn. Chúng tôi có tất cả các loại vaccine cần thiết cho tất cả người dân Canada, vì vậy hãy đi tiêm chủng cho mình. Thừa nhận rằng người dân Canada thất vọng, mệt mỏi và tức giận về những hạn chế, ông Trudeau nói rằng mặc dù người dân Canada có thể sẽ gồng mình trong mùa đông này, đất nước đang nhìn về một mùa xuân tươi đẹp hơn. Một mình thu nhặt hơn 50.000 khẩu trang vứt bừa bãi. Jody Avalin bắt đầu thu nhặt những chiếc khẩu trang bị loại bỏ không lâu sau khi đại dịch bắt đầu. Trong vũng nước, trong các con hẻm, rải rác trên đường phố, đâu đâu cũng thấy những chiếc khẩu trang vứt bừa bãi. Jody Avalin quyết định làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này. Một năm trước, Avalin quyết định nhặt từng chiếc khẩu trang đã sử dụng mà anh nhìn thấy trên đường. Bây giờ anh đã thu hơn 50.000 chiếc khẩu trang. Avalin bắt đầu thu nhặt khẩu trang từ năm ngoái khi đạp xe quanh thành phố. Mỗi ngày anh đều đếm số mình nhặt được và ghi vào sổ. Avalin nói rằng trung bình anh nhặt được khoảng 140 chiếc mặt nạ mỗi ngày, có ngày đạt kỷ lục 400 chiếc. Nhìn vào những con số, Avalin thất vọng khi nhận ra rằng hiện giờ anh ta đang thu nhặt nhiều khẩu trang hơn so với thời kỳ đầu của đại dịch. Anh nói không chỉ khẩu trang, bây giờ anh cũng thấy nhiều găng tay và bao che dày hơn trước. Avalin cho biết, anh hy vọng sáng kiến của mình sẽ giúp mọi người cẩn thận hơn khi sử dụng khẩu trang và tránh vô tình đánh rơi chúng.
Ontario áp dụng giá điện ngoài giờ cao điểm cao cho cả ngày. Theo một số nguồn tin rằng họ sẽ giảm giá điện xuống mức giá giờ không cao điểm hiện tại là 8,2 cent trên kilowatt giờ trong 21 ngày kể từ ngày 18 tháng 1. Phát ngôn viên của Bộ Năng lượng cho biết rằng quyết định trì hoãn việc áp dụng giá này cho đến sau ngày các trường học được cho mở lại dạy trực tuyến là do cần phải có các công ty điện lực có thời gian thực hiện thay đổi. Ontario cho biết giá điện cố định giờ không cao điểm, thấp hơn một nửa so với giá điện ban ngày hiện tại, sẽ được áp dụng tự động cho các gia đình, cũng như các doanh nghiệp nhỏ và các trang trại. Chính phủ Ontario cũng hạ giá điện xuống đến mức giá giờ không cao điểm cho đợt đại dịch thứ hai vào mùa xuân năm ngoái, nhưng đã không làm như vậy trong đợt đại dịch thứ ba vào tháng 4. Quyết định khôi phục giá cố định như vừa nêu trên là một phần của kế hoạch được chính phủ Doug Ford công bố vào thứ Sáu tuần qua nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân trong lúc áp dụng đợt đóng cửa mới nhất có hiệu lực cho đến ít nhất là ngày 27 tháng 1. Tỉnh bang cũng cam kết cung cấp cho các doanh nghiệp nhỏ bị đóng cửa khoản trợ cấp một lần là 10.000 đô la để giúp họ trang trải chi phí. Doanh nghiệp nhỏ được định nghĩa là bất kỳ doanh nghiệp nào có ít hơn 100 nhân viên. Các doanh nghiệp đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp 10.000 đô la, bao gồm phòng tập thể dục, bảo tàng, rạp hát, quán bar và nhà hàng. Tuy nhiên, khoản tài trợ sẽ không áp dụng cho các doanh nghiệp khác, chẳng hạn như các tiệm bán lẻ vẫn được phép mở cửa 50% sức chứa. Bất kỳ doanh nghiệp nào từng nhận tiền trợ cấp của chương trình Ontario Business Cost Repair Program trong các đợt đại dịch trước đó sẽ không phải ghi danh lại và có thể nhận được tiền vào tháng 2 nếu họ đủ điều kiện nhận hỗ trợ. Vì sao CDC khuyến cáo cư dân Mỹ không nên du lịch qua Canada? Vào hôm thứ Hai ngày 10 tháng 1 năm 2022, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC đã lên tiếng khuyến cáo những người Mỹ không nên đi du lịch qua Canada vì lý do là đang có sự hoành hành của loại COVID biến thể Omicron. Trung tâm CDC đã liệt kê Canada trong danh sách 80 quốc gia ở cấp 4 là những quốc gia mà người Mỹ không nên đi du lịch. Trong tháng 11 năm ngoái, chính quyền Hoa Kỳ đã hủy bỏ lệnh cấm và cho phép những cư dân Canada đã chủng ngừa COVID hoàn toàn được phép qua lại biên giới. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của loại COVID biến thể Omicron, tình hình tạm yên ổn giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Canada đã không còn, với số người bị nhiễm COVID và phải nằm trong các bệnh viện gia tăng đã lên đến một kỷ lục mới. Canada vẫn là nơi du lịch được đa số người Mỹ ưa thích nhất. Trong khi đó, chính quyền Liên bang Canada cũng khuyến cáo cư dân không nên du lịch ra ngoại quốc trong lúc này. Trong những ngày tới, biên giới Canada và Hoa Kỳ sẽ thưa thớt người qua lại hơn xưa. Trong ngày thứ Hai 10 tháng 1, có trên 132.000 bệnh nhân Mỹ bị nhiễm COVID và phải nằm trong các bệnh viện. Biểu tình chống giới nghiêm và bắt buộc tiêm chủng. Hàng ngàn người đã biểu tình tuần hành ở khu Vanport của Montreal vào hôm ngày 8 tháng 1 để phản đối các biện pháp y tế nhằm làm giảm sự lây lan của virus gây bệnh COVID-19, đặc biệt là lệnh giới nghiêm cũng như việc mở rộng thông hành tiêm chủng. Những người biểu tình kéo đi trên đường phố St. Lawrence hầu hết đều không đeo khẩu trang và không tôn trọng các quy định về khoảng cách 2 thước. Nhiều người vẫy cờ và biểu tình phản đối các biện pháp y tế do chính quyền tỉnh bang đưa ra, bao gồm cả yêu cầu mới nhất là phải tiêm liều thứ ba mới được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ. Ông Maxime Bernier, lãnh đạo Đảng Nhân dân Liên bang Canada BBC, là một trong những người đã phát biểu ở khu này phản đối thông hành tiêm chủng và việc đóng cửa phòng ăn nhà hàng. Ông cũng kêu gọi chấm dứt lệnh giới nghiêm và bắt buộc tiêm chủng. Ông nói không có trường hợp thuyết phục nào cho việc tiêm chủng COVID-19 bắt buộc. Các chính sách bắt buộc tiêm chủng là một công cụ nhằm che đậy sự thiếu khả năng của chính phủ. Khoảng 15.928 ca nhiễm mới được ghi nhận trong ngày diễn ra biểu tình, đó là không kể những xét nghiệm nhanh tại nhà. Cảnh sát Montreal cho biết không có vụ bắt giữ nào và không có vé phạt nào trong cuộc biểu tình. Tuần qua, thì Bộ trưởng Y tế Christian Dubé loan báo Quebec sẽ mở rộng hệ thống thông hành tiêm chủng. Theo đó, người sử dụng sẽ cần phải tiêm 3 liều vaccine. Ông cũng thông báo rằng, kể từ ngày 18 tháng 1, người Quebec sẽ cần xuất trình bằng chứng tiêm chủng đầy đủ để vào các tiệm bán rượu và các cửa hàng bán cần sa giải trí do chính phủ điều hành. Ông cũng cho biết chính phủ sẽ mở rộng việc sử dụng thông hành tiêm chủng đối với các cơ sở kinh doanh không thiết yếu khác, chẳng hạn như dịch vụ chăm sóc cá nhân. Chi tiết dự trù được thông báo trong những ngày sắp tới.
Lực sĩ Nam Nguyễn bị nhiễm COVID trước cuộc tranh tài vô địch trượt băng nghệ thuật Canada. Những tin không vui cho cộng đồng người Việt ở Canada là lực sĩ Nam Nguyễn đã không được tuyển chọn vào thành phần những lực sĩ đại diện cho Canada đi tranh tài Thế vận hội Bắc Kinh vào tháng 2 năm 2022. Trong cuộc tranh chức vô địch môn trượt băng nghệ thuật Canada năm 2022, lực sĩ Nam Nguyễn đã về hạng 6. Theo quy định thì chỉ có hai lực sĩ hàng đầu của từng bộ môn trượt băng nghệ thuật là được quyền đi tranh Thế vận hội. Lực sĩ Nam Nguyễn năm nay 23 tuổi là một lực sĩ sáng chói từ những năm còn ở hạng thiếu niên. Anh đã từng đoạt chức vô địch môn trượt băng nghệ thuật giải thiếu niên vào năm 2014 và vô địch nam của bộ môn này vào năm 2019. Trả lời các câu hỏi của các phóng viên báo chí, anh Nam cho biết là anh ta đã bị nhiễm COVID một tuần lễ trước khi có cuộc tranh tài. Vì thế, anh ta đã chưa phục hồi đầy đủ trong cuộc tranh tài với các đối thủ khác trong những ngày qua. Lực sĩ Nam Nguyễn cũng cho biết anh đã bị nhiễm COVID nặng như là bị đụng phải một đoàn tàu xe lửa. Anh ta đau nhức khắp thân thể, mệt mỏi và bị lạnh khắp châu thân cũng như ho liên tục, chảy nước mũi và nghẹt mũi. Lực sĩ Nam Nguyễn tính là anh ta sẽ giải nghệ sau cuộc thi năm nay, nhưng vì bị COVID nên anh ta có thể tiếp tục theo đuổi môn trượt băng nghệ thuật thêm một thời gian nữa. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý vị khán giả cùng đón xem một số tin vắn nổi bật trong tuần. Biến thể lai giữa Delta và Omicron có thật hay không? Sau khi các nhà khoa học Cyprus công bố phát giác biến thể lai giữa Delta và Omicron, được gọi là Delta Acron, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là sự nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm hoặc do đồng nhiễm hai biến thể. Ngày 8 tháng 1, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Nick Lomond, giáo sư về bộ gen vi sinh học tại trường đại học của Anh, cho rằng Delta Acron thực ra chỉ là một giả tưởng kỹ thuật xảy ra trong quá trình giải trình tự gen của virus. Ông cho biết các hình thái tái tổ hợp của virus có thể xuất hiện khi có nhiều biến chủng của một mầm bệnh đang lưu hành trong cộng đồng. Một dạng tái tổ hợp của Delta và Omicron không phải là điều quá ngạc nhiên. Tuy nhiên, ông nhận định phát hiện của các nhà khoa học không phải là tái tổ hợp này. Tương tự, chuyên viên về COVID-19 của WHO viết trên mạng xã hội rằng Delta Acron không có thật và nhiều khả năng đây chỉ là kết quả của sự miễn nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm. Một số ý kiến khác cho rằng đây có thể là do sự đồng nhiễm biến thể Delta và Omicron. Trong khi đó, nhà khoa học khác, người tuyên bố phát giác Delta Acron, khẳng định nghiên cứu của ông ta là chính xác. Ông và nhóm nghiên cứu của ông đã xác định được 25 ca nhiễm biến thể này. Theo ông khẳng định, những ca ông phát hiện cho thấy virus đột biến do áp lực tiến hóa, và đây không phải là sự tái tổ hợp duy nhất. Ông cũng giải thích số ca nhiễm Delta Acron ở bệnh nhân nhập viện cao hơn so với nhóm không nhập viện. Vì vậy, điều này loại trừ giả thuyết nhiễm bẩn trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, các mẫu virus này đã được giải trình tự gen nhiều lần tại hơn một quốc gia, trong đó có ít nhất một trình tự từ Israel được đăng tải trên cơ sở dữ liệu toàn cầu cho thấy các đặc tính di truyền của Delta Acron. Giới chức Moderna liệu vaccine thứ tư sẽ cần đến trong mùa thu này. Giám đốc điều hành của Moderna cho biết, ông dự đoán mọi người sẽ cần đến mũi tiêm tăng cường COVID-19 thứ hai vào mùa thu này khi hiệu lực của vaccine giảm dần trong vài tháng tới. Phát biểu tại hội nghị chăm sóc sức khỏe do Goldman Sachs tổ chức tuần qua, Stefan Bansal cho biết Moderna đang làm việc về mũi tăng cường tập trung vào biến thể Omicron của COVID-19, nhưng không chắc nó sẽ có sẵn trong hai tháng tới. Ông nói, tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ cần những mũi tiêm tăng cường vào mùa thu năm 2022 và tiếp sau đó. Theo Thủ tướng Do Thái, Naftali Bennett, một nghiên cứu mới của nước này cho thấy liều thứ tư của vaccine sẽ tăng cường kháng thể lên gấp 5 lần. Theo ông, những người đã tiêm tăng cường từ mùa thu năm 2021 sẽ được bảo vệ đầy đủ trong mùa đông năm nay. Tuy nhiên, hiệu quả của liều tăng cường có thể sẽ giảm trong vài tháng, tương tự những gì xảy ra với hai liều đầu tiên. CEO Moderna cho biết, chính phủ các nước bao gồm Vương quốc Anh và Nam Hàn đã đặt hàng vaccine để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm tăng cường tiếp theo. Ông Bansal cũng cho rằng, người già hoặc người có bệnh nền có thể cần tiêm tăng cường hàng năm trong nhiều năm tới. Ông nói thêm, chúng tôi đã nói từ trước là chúng tôi tin loại virus này sẽ không biến mất. Chúng ta phải sống chung với nó. Liều tăng cường đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chiến lược sức khỏe cộng đồng nhằm kiểm soát virus gây bệnh COVID-19 khi sự bảo vệ
từ hai liều vaccine đầu tiên giảm mạnh trước Omicron. Tháng 12 năm 2021, CEO của Pfizer cũng cho rằng mọi người sẽ cần tiêm liều thứ tư, và liều tiêm này có thể sẽ cần sớm hơn dự đoán vì Omicron. Thưa quý khán giả, tin tức vừa rồi đã khép lại chương trình tin tức tổng hợp trong tuần ngày hôm nay của Thời báo Media. Nếu quý vị yêu thích chương trình của chúng tôi, đừng quên nhấn nút yêu thích, chia sẻ video của chúng tôi cũng như để lại bình luận bên dưới. Thời báo chúc cho quý vị có những ngày đầu tuần làm việc vui vẻ và an lành. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tổng hợp tiếp theo của chúng tôi trên kênh YouTube Thời báo Media.